Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Anh này cũng đi cũng mấy shop cá biển rồi đó mà gặp toàn là đàn ông không à. Lần đầu tiên gặp một người phụ nữ mà có cái đam mê, cái yêu thích các dòng cá biển và san hô. Gần tới cái lúc mà anh cho ăn á, nó sẽ tự mở miệng ra. Kiểu giống như nó đói á, nó tự mở miệng ra, nó biết luôn. Cái này là dạng san hô gì em? Dạ, cái này là san hô cỏ anh. Cỏ hả? Dạ. Nhìn nó cũng mềm mại ha. Dạ. Nhìn nó cảm giác đầu óc nó thư thái. Cái đó là thủy tinh. Thì nó cũng tương tự giống như con Nemo. Nó sẽ đem thức ăn tới. Thì khi lại gom thức ăn vô, thức ăn nó sẽ rớt vô con hải quỳ. Và con hải quỳ cũng sẽ ăn. Cá Nemo nó cứ nằm suốt ở trong đó. Nó cứ tung tăng trong đó, thấy ghét không? Cái đó giống như cái nệm của nó vậy đó. Vì thế đó là cái nơi nó an toàn. Thì nó đặc biệt hơn những cái con khác, nó không có cần phải quan hợp. Nó đứng yên trên cục đá luôn ha. Đuôi vây rồi cũng không hoạt động, và đặc biệt là cái người nó giống như có sọc caro. Cái này là thật sự là con cá nước ngọt, nó nhạt nhòa so với con cá biển. Nó rất là nét nét, màu nào ra màu đó, vàng là ra vàng, mà đỏ là ra đỏ. Chứ nó không có kiểu lem, cực kỳ đặc biệt luôn. Một bên vàng, một bên tím luôn. Nó có cái hay nữa là nó được phép chui vô trong cái miệng con cá mập. Nó đẩy như gì để nó rỉa mấy cái thức ăn dơ dư ở trong mấy cái mép răng của con cá mập. Mấy cái sát giống dư như xỉa răng vậy đó. Là nó sắp. Nên quay lại hồi nãy anh hỏi em giống như là về cái thể loại chơi á, thì nó rất là phong phú. Giống như là chúng ta muốn chơi sao cũng được hết trơn á. Nó này có nhiều cái thể loại cho chúng ta chơi. Có vợ hoặc chồng ủng hộ á là nó sẽ tốn tiền dữ lắm. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, hôm nay mình có mặt tại Unafish ha. Và đây là Bebe gì quên rồi. Dạ, Bebe Tú. Bebe Tú ha. Dạ. Rất là, cũng rất là coi như là nổi tiếng ở trong giới cá biển. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu về san hô và các dòng cá biển em dạ, ha. Dạ, dạ. Ok em. Đây là cái không gian nhỏ của mình đó em. Anh nghe nói sắp tới sẽ còn có một cái... Dạ, sắp tới là em mở cái showroom chính ở dưới trung tâm. Ồ, hoành tráng luôn hả? Dạ. Chúc mừng em. Ok, em san hô mình thì nó có bao nhiêu loại, bao nhiêu dòng thì em có thể giới thiệu thường cho mọi người. Thường là san hô ở đây á, thì em bán những cái dòng là LBS với lại dòng sọt. Thì những cái dòng này á, là đa số là... dành cho những cái bạn mà newbie mới chơi, nó sẽ dễ chơi hơn là những cái dòng mà san hô cứng FPS. Dạ. Nó dễ chăm sóc hơn ha em. Dạ đúng rồi, nó dễ chăm sóc, cái chất lượng nước của mình nó không có cần phải là quá khắt khe như là bên là FPS, FPS. Dạ. Thì ở trong đây là tất cả là cái dòng san hô mềm hết. Dạ, những cái dòng này là dòng LBS nè. Những cái dòng mà anh thấy có cái cục xương á là LBS. Còn cái này cũng là thuộc dạng là san hô cứng luôn. Nhưng mà cái dòng nó LBS nó sẽ dễ hơn là FPS. Còn cái những cái dòng này nè, là anh thấy nó mềm, nguyên một thân là nó mềm không nè. Đó, là những cái này thì là dòng sọt. Đó, dòng sọt là san hô mềm. Thì ở đây mình là chuyên gọi là cái này giống như cái vườn ươm vậy đúng không? Dạ. Để mình nhân giống ra hả? Dạ không, ở đây thì nói chung là đa số thì em nhập về. Em nhập về bán. Tại vì nói chung là nếu mà trồng được thì nó cũng lâu. Lâu. Lâu mới nhảy ra. Dạ. Những cái này là mình có nghĩa là mình có chia lại đúng không? Có dù ai muốn mua là mình cũng chia lại cho người ta về, người ta nuôi trồng lên đúng không? Dạ, dạ đúng rồi anh. Như những cái loại da này nè, nút áo nè thì nó nhảy rất là nhanh. Thường là những cái nút áo này thì có một số loại á, là hàng nhập á, thì em mua về cái em phát ra nó nhảy ra nó rất là nhanh. Còn như những cái dòng mà anh thấy ở dưới đây mà có đá thì nó lại lâu hơn. Anh cũng đi cũng mấy shop cá biển rồi đó mà gặp toàn là đàn ông không à. Hôm nay lần đầu tiên gặp một người phụ nữ mà có cái đam mê, cái yêu thích các dòng cá biển và san hô. Cũng như là có cái sự hiểu biết rất là, nói chung là cũng sâu sắc về nó. Thì cái gọi là cái cơ duyên nào mà em đam mê đó em theo cái này lâu chưa? Nói chung mà lúc đầu thì em cũng thấy đẹp quá cái em tìm hiểu và em chơi. Em chơi thì
càng chơi thì càng càng mê, càng lúng rồi, lúng rồi. Càng mê, càng lúng, người ta nói là bị ngập mặn đó. Ngập mặn. Này được mấy năm rồi ta? Dạ, cũng hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm rồi dạ. Ha. Ồ. Rồi đầu mình yêu thích xong bắt đầu mình tìm hiểu luôn. Dạ. Nhưng mà anh thấy là những cái shop khác á, người ta cũng chơi bắt đầu mê, đầu người ta sẽ đi theo cái hướng là build cái hồ đồ này nọ các thứ. Còn em là theo cái hướng là sẽ về san hô và cá hả? Về đa dạng chủng loại. Dạ. Thì nói chung là bên em thì chuyên về sinh vật sống. À. Sinh vật sống nhiều hơn là về mà thường thì ở các shop khác á thì người ta là trưng bày những cái hồ giống đúng như rồi. Vậy. Hồ này đẹp đó. Quá. Trưng bày những cái hồ giống như vậy. Những cái san hô này phải nói là nó dạ. Nó rất là đẹp, giống như cái bong bóng của nó dạ. Nó cái đó là cái này là trứng mực nè. À. Cái màu xanh đó là trứng mực. Ừ. Và nãy anh có nghe chồng em giới thiệu là cái tụi san hô này là nó cũng hoạt động theo cái thời gian trong ngày luôn đúng không? Dạ đúng rồi, có nghĩa là khi mà mình set up cái đèn á anh, ừ. Cái đèn mình hẹn giờ là lúc nào mở, lúc nào tắt á, ừ. Thì nó sẽ biết, nói chung là cái san hô này nó giống như là động vật bậc thấp vậy. À. Chứ nó không có giống, nó không có kiểu giống như là như bên thủy sinh mà như là cây cối thì nó không có biết. À. À, lại lúc mà mình mở đèn là nó sẽ thức. Có nghĩa là lúc mà anh tắt đèn á, lúc mà anh gần rắc đèn á là san hô nó sẽ cụp lại. Giống như nó đi ngủ vậy đó. À. Thì lúc mà anh mở đèn lên lại thì nó sẽ nở ra từ 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 lại. Và cái lúc mà anh mà thì ở đây á em cho ăn cũng theo giờ luôn. Đó, thường thường em ở đây em cho ăn là lúc 7 giờ tối. Thì á là anh cho ăn quen ở một cái thời gian đó thì là tới cái lúc gần tới cái lúc mà anh cho ăn á nó sẽ tự mở miệng ra. Kiểu giống như nó đói á, nó tự mở miệng ra nó biết luôn. Mình tạo cho nó một cái nhịp sinh học. Dạ, như vậy dạ, là nó rồi. Cũng theo luôn hả? Dạ. Hay dữ vậy ta. Dạ. Là cái những cái san hô này là tới giờ ăn là biết mở miệng ra. Dạ. Rồi gần mở giờ miệng đi. Ra hoặc nó mở mấy cái xúc tu á, tại vì mấy anh thấy mấy cái xúc tu đĩa bay nè. Đó nó sẽ sung lên hơn. Ừ. Đó, nó sẽ sung lên hơn là nó đói á. Ừ. Nó sẽ mấy cái xúc tu này á khi mà mình xịt đồ ăn vô á nó sẽ gom vô miệng nó lại. À. Dạ. Cái đồ ăn của nó là dạng nước hay dạng cám hay là dạ dạng... đồ ăn thì nó vừa có dạng nước vừa có dạng cám luôn. À. Dạ. Cái hồ này là tự em build luôn. Dạ dạ đúng. Hồi nãy anh có coi sơ qua cái clip trên YouTube của em, anh thấy cái bàn tay mà dán đá là cũng của em luôn á hả? Dạ, bàn tay dán đá là của em. Ôi. Dạ. Giỏi dữ vậy ta. Tự coi như là thiết kế rồi lên tất dạ. cả luôn. Thì bên em là ngoài bán sinh vật sống là bên em cũng có set up hồ cho khách. À, dạ. Có set up hồ. Thì luôn. Ở cái showroom sắp tới á, thì bên em sẽ trưng bày nhiều mẫu hồ hơn. Ừ. Tại vì ở đây á, cái không gian nó hơi nhỏ. Ồ. Dạ. Nhỏ nhưng mà mát mẻ rất là dạ. rất là phê luôn. Cái này là dạng san hô gì em? Dạ, cái này là san hô cỏ anh. Cỏ hả? Dạ. Nhìn nó cũng mềm mại ha. Dạ. Nhìn nó cảm giác đầu óc nó thư thái. Dạ. Hồi nãy em nói cái này là trứng gì anh quên mất tiêu. Dạ, cái màu xanh đó là trứng mực, còn cái màu hồng ở trên đó đó. À. Đó, cái đó là thủy tinh. Thủy tinh. Dạ, thủy tinh. Thì mình bây giờ nếu mà anh em mà newbie á mới vừa vô chơi chơi cá biển chơi san hô rồi á thì có những cái điều gì mà những cái sai lầm hoặc là những cái gọi là những nhận định sai nào đó mà nó dễ bị mắc phải không? À thường á là như mấy anh mới vừa biết tới cái môn chơi này á thì có nói chung là rất là hào hứng. Đúng. Tại vì soi cá biển mà so với bên thủy sinh thì nó màu sắc hơn rất là nhiều. Đó, nên là thường là mấy anh hay gấp. À, hay gấp. Kiểu giống như là muốn là chơi liền. À. Nhưng mà trong cái môn chơi mà cá biển này á là có một cái là mình nên kiên nhẫn. Dạ, mình nên kiên nhẫn, mình không có gấp được. Tại vì á là khi mà anh muốn set up một cái hồ ổn định thì trước đó anh phải set up một cái hệ sinh thái nó ổn định. Thì khi mà cái nước của anh nó ổn định rồi á, anh bỏ sinh vật sống vô, nó sống nó mới khỏe được. Ừ. Đó.
thì để có một cái chất lượng nước tốt thì anh phải có một cái thời gian cycle, là cái thời gian mà chảy nước á anh. Đó thì ít nhất là phải một tháng. Ít nhất một tháng. Dạ, mình chảy nước sau một tháng mình chảy nước thì mình mới có thể là thả những cái sinh vật sống vô chơi nó mới tốt được. À. Đó, giống như thì những cái này thì em có chia sẻ ở trên cái trang YouTube của em, cái kênh YouTube của em. Nghe giờ muốn đầu tiên mình muốn xây một cái hồ thì tất nhiên là phải chuẩn bị hồ và những cái thiết bị liên quan. Dạ, rồi đúng không? Rồi. Xong rồi sau đó mình đổ nước vô. Mình cho nó chạy không trong vòng một tháng. Có nghĩa là chạy là mình chạy vi sinh đó anh. À. Thì cái hệ vi sinh ở trong đây nó có nhiệm vụ là nó sẽ xử lý những cái chất dơ trong hồ như là phân cá, thức ăn mình cho cá ăn. Đó, những cái chất dơ dư thừa ở trong hồ nó sẽ xử lý cho mình. Còn nếu mà mình chạy chưa có đủ ngày hoặc là mình chạy nước quá sớm, chưa có đủ cái hệ sinh thái ổn định mà mình bỏ vô á thì nó sẽ bị thiếu cái những cái con cái hệ vi sinh của mình á. Mình chưa có đầy đủ á thì là nó sẽ phát sinh vấn đề. Coi như là cái môi trường sống nó chưa có tốt. Dạ, thì con rồi. Cá vô là nó sẽ không có thoải mái được. Dạ, hoặc dạ. là cái san hô, giữa con cá với cái san hô thì cái nào nó nhạy cảm hơn ta? Dạ con cá nhạy cảm hơn. Tại san hô á thì có thể chịu được nước dơ được anh. Những cái dòng mà búa mè những cái dòng mà chén đá đồ da đồ những cái cỏ thì á là những cái dòng đó có thể chịu nước dơ được. Nước chất lượng kém một chút cũng không sao, nhưng mà cá nếu mà chất lượng của anh kém thì là cái bệnh hay dễ gặp nhất là bệnh ít. Bệnh ít. Dạ, thường là người Việt mình hay kêu chung chung là nấm. Nấm trắng. Cái này là bên thủy sinh cũng có. Đúng rồi. Dạ. À, trong một cái hồ cá biển á, thì anh thấy nó gồm hai loại chính đi ha. Dạ. San hô và cá đi. Dạ. Thì hai cái loài này nó có tương trợ lẫn nhau không? Dạ có anh. Giống như là hải quỳ. Và có những cái mà cá với lại san hô nó sẽ cộng sinh với nhau. Giống như là hải quỳ với lại Nemo. Thì thường á là Nemo nó sẽ là sống cộng sinh với con hải quỳ. Nó sẽ là đem thức ăn tới, hoặc là thậm chí là cái phân của nó cũng là thức ăn cho hải quỳ luôn. Còn con hải quỳ á là nó sẽ có nhiệm vụ là bảo vệ con Nemo, là một cái ngôi nhà cho con Nemo để tránh những cái mối đe dọa những cái con cá khác. Dạ. Hải quỳ là một cái loại san hô. Dạ đúng rồi. Hải quỳ là loại san hô giống như bên đây nè anh. Đó. Thì thường á Nemo nó sẽ nằm vô trong con hải quỳ. Đó. Nó cứ coi như là lẫn quẩn ở trong đây thôi. Dạ đúng rồi anh. Là cái con hải quỳ nè anh, là nó chỉ là cho phép con Nemo nằm thôi, còn những cái con cá khác vô là nó sẽ chích. Nên là con Nemo nó sẽ là thường nó sẽ sống ở trong đây nó rất là an toàn. Tại vì khi mà có con cá khác vô là nó sẽ bị con hải quỳ chích này. Hình như anh đi lặn biển anh thấy cái hải quỳ này khá là nhiều luôn á. Dạ. Ở trên mấy cái đầm Nemo như nó nhiều lắm á. Dạ. Nhưng mà màu sắc nó không được đẹp, nó chỉ đúng vậy thôi đúng không? Dạ. Tại cái đó là nó hơi chung chung, giống như nó không có được chọn lọc. Còn em mình con hải quỳ cái hồ mình chơi mình ăn cảnh biển mà. Là những người thợ đã chọn lọc rồi. Là những cái màu đặc biệt. Tại hiện tại bây giờ em cũng vừa mới xuất hết hàng á. Chứ có những cái con hải quỳ màu nó lem đẹp lắm. Nó như cầu vồng vậy đó, nó có xanh rồi nó đỏ hồng hồng vàng vàng luôn, nó nhiều màu lắm. Nhưng con đó nó có giá trị cao nên thường em cũng ít hàng, tem về tem xuất đi. Còn này là chỉ còn những cái con dòng gọi là những cái màu cơ bản. Nó có quỳ vú với lại quỳ thảm. Ở trong con hải quỳ thảm nó có con cua quỳ nữa đó. Dạ, con này là cũng sống cộng sinh giống như con Nemo luôn anh. Hay nên người ta gọi là cua quỳ. Cua quỳ. Dạ. Thì nó cộng sinh như thế nào? Dạ, thì nó cũng tương tự giống như con Nemo. Nó sẽ đem thức ăn tới cho con hải quỳ, gom thức ăn ở trên. Anh thấy ở trên cái càng của nó, khi mà nó ăn á, nó sẽ có hai cái tai. Lúc này là chắc nó ngủ rồi. Nó sẽ có hai cái tai là nó gom, nó gom vô, nó gom thức ăn vô. Thì á, khi là nó gom thức ăn vô, thức ăn nó sẽ rớt vô con hải quỳ và con hải quỳ cũng sẽ ăn. Rất là hay luôn. Dạ. Ở đây có con gì đó xíu rồi nè.
Dạ, con đó cũng là co, còn con này là tôm quỳ. Tôm quỳ dạ. Thì cũng là một loài cộng sinh trong hải quỳ luôn. Dạ đúng rồi. À. Dạ. Lôi kéo anh em đông quá. Chỉ có những cái con cua, con tôm, con cá này mới được sống cho con quỳ thôi. À. Dạ. Ví dụ nó cũng là những cái loại tôm khác nhưng mà nó vô con quỳ là con quỳ ăn nó luôn, con quỳ sẽ chích và hút nó luôn. Ồ. Dạ. Tức là nó chỉ cho những con này sống thôi. À. Cái đặc biệt nó như vậy. Dạ. Nên bên cái sinh vật biển này á, nó sẽ thú vị hơn với sinh rất là nhiều. Nó có nhiều cái để mình nhìn lắm. Từ mỗi một dòng san hô khác nhau hay là mỗi một loại con cá, mỗi loại tôm nó đều khác nhau hết. Đúng rồi. Và ở đây nó sẽ kỳ bí hơn, nó sẽ quyết liệt hơn. Và cái sức sống nó cũng mãnh liệt hơn mình tiến sinh nó rất là nhiều. Mà cái đầu tiên chắc là nó sẽ khó chinh phục hơn. Dạ, để hiểu rồi. Biết sâu về nó là nó khó hơn. Đúng nên bởi vì sao mà các anh mà vô là càng hề càng lúng. Tại chinh phục không được là tức. À, tức lắm. Tức là phải chinh phục cho bằng được. Cá Nemo nó cứ nằm suốt ở trong đó ha, nó cứ tung tăng trong đó, thấy ghét không? Cái đó giống như những cái nệm của nó vậy đó. Vì thế đó là cái nơi nó an toàn. Tại vì những con cá khác không có vô được, vô là quỳ nó sẽ chích và nó gom lại luôn. Nên những con cá khác nó cũng sợ. Theo cái bản thân đương nhiên là nó sợ, nó không có dám vô. Còn bên này giống như mấy anh chơi mình có thời gian được á, mình tìm hiểu, mình nghiên cứu nó, mình nhìn nó. Thì giống như tất cả cái này á, cái sức sống nó đều rất là cao. Bản chất lãnh thổ rất là cao. Tại vì hầu như tụi nó đều là sinh vật tự nhiên hết. Từ san hô cho tới cá, hầu như là tất cả đều tự nhiên. Chỉ có dòng Nemo này cũng có loài nhân tạo. Nhưng mà nhân tạo thì nó sẽ giống như về cái sự hiểu biết của nó sẽ không mà con tự nhiên nó không biết nằm quỳ. Nó bơi vòng vòng vô cá. Nó sẽ không có khôn bằng. Dạ. Không có khôn bằng. Dạ. Là mình phân biệt giữa Nemo tự nhiên và Nemo nhân tạo nó nằm bằng. Ồ, hay quá. Nemo nhân tạo tại vì từ lúc nhỏ là nó nhân giống á, anh ở trong môi trường nuôi nhốt á thì nó sẽ không có trải nghiệm được nhiều giống như là Nemo ở ngoài tự nhiên. Đúng rồi. Dạ. Nên là cái đặc tính của nó so với Nemo tự nhiên nó cũng không có phong phú bằng. Cho nên là nếu như mà cái loại nhân giống, nếu mà mình nói thí dụ mà thả ra ngoài biển là chắc nó cũng sẽ không có biết cách trốn ở trong con quỳ, mà nó sẽ là thành con mồi của con khác luôn, đúng không? Thiếu cái bản năng sinh tồn ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngược lại, nếu như anh thả một cái con nhân tạo với một con tự nhiên sống chung, nếu hai con đó bắt cặp với nhau được thì trong một thời gian dài nó thấy cái con tự nhiên nằm quỳ á, đó thì là sau một khoảng thời gian nó cũng biết nó nằm quỳ. Nó sẽ học được. Giống như nó học trước, nó trước nhưng mà nó cần một khoảng thời gian. Với lại cũng có thể là cũng có một số loài, một số trại nhân giống là cái màu của nó không được đậm, được đẹp bằng con tự nhiên. Con tự nhiên thì cái màu cam nó đậm hơn, cái viền đen nó đậm hơn. Còn cái nhân tạo thì có một số nơi cũng làm ra được như vậy, nhưng cũng có một số nơi thì là cái màu nó tái. Tốt là một cách mà mình nhận dạng là giữa nhân tạo và tự nhiên là. Nhưng mà anh nghĩ chắc cái sản phẩm nhân tạo sẽ không bao giờ đẹp bằng tự nhiên được. Đúng rồi. Thì nó tự nhiên chắc nó sắc nét tất cả mọi thứ. Nó cũng khỏe hơn, nó lanh hơn, nó thông minh hơn. Nó mình nhìn nó sẽ hay hơn. Thêm một chút nữa, nó tự nhiên hết, nên là bản tính lãnh thổ của nó rất là cao. Nó bảo vệ tụi nó. Nên nếu như mình khi mà các anh em mới chơi thì cũng nên tìm hiểu cái gọi là tập tính của từng giống cá. Dạ đúng rồi. Chứ có những giống giống như một hồn mà chỉ nuôi được một con thôi. Khi thả một con khác đi nữa thì hai con nó sẽ đánh nhau. Đánh tới chết luôn. Nó đánh chừng nào một con chết một con sống. Chứ nó hai con nó không sống chung được. Còn có những con thì sống bầy đàn được. Nó khác nhau như vậy, mấy anh em mới nên lưu ý cái chỗ đó. Có nghĩa là anh em lưu ý nói về cá thôi, trong cái hồ hoặc là trong bất kỳ cái môi trường nào thì nó cũng có những cái loài gọi là có tính lãnh thổ cao và những cái loài nó có thể sống qua đồng được. Ha, thì chúng ta nên lưu ý này, chứ hồ thủy sinh mà thả con giống như thả mấy con gì con ly thia vô nó cắn banh chành hết đúng không? Nó không phù hợp, nói chung là nó không phù hợp ha. Ở bên đây là cũng là những cái rặng san hô rất là đẹp luôn. Nếu mà san hô bây giờ em có gọi là lên danh sách được bao nhiêu loài, người ta chắc là bao la lắm. Dạ, nói chung là san hô thì rất nhiều. Thì ở đây em chỉ là đề cập tới những cái dòng mà san hô dễ chơi trước, nói cho anh em tham khảo. Thì thường là san hô phổ biến nhất mà anh em nào cũng có là mè, diêm, mè, búa. Đó là những cái loại này đây. Đó, cái này là mè đây. Đó. Thì thường là cái dòng này là dễ chơi và đẹp nữa. Đó, thì thường là những cái anh mà mới vô sẽ chọn cái dòng này, hoặc là chén đá nè. Đó, chén đá Akan. Đó, mấy dòng này cũng dễ chơi. Đó, xong tới là dẹt. Đó. Đây cái này là dẹt. Cái con này á, thì á, là Nemo cũng vô nằm nha. Nhưng mà là có một số con á, Nemo vô nằm nó bị con này chích. Đó, có một số con nó chích, có một số con thì nó không chích.
Vậy nó tùy hứng. Dạ, dạ đúng rồi. Tùy cái cảm xúc vui buồn. Sọ này cũng vậy. À. Đó. Sọ này nói chung là Nemo mà nó hay thích nằm những cái con mà nó có cái xúc tua dài. À. Đó. Đó, con này là sọ. Con sọ hai màu. Nó dạ. cũng đặc biệt quá em. Dạ, con nó này như là một cái bông. Cái bó hoa dạ. Dạ đúng rồi, bó hoa. Dạ. À. Và nó còn lớn nữa không em? Nó lớn nữa thì dạ, những cái xúc tu nó to lên. Đúng rồi anh, nó còn lớn nữa. À. Còn như kế bên đây là nấm. À. Ừ, con này là nấm. Quá đa dạng luôn. Dạ. Cái này chắc là mình phải đam mê yêu thích xong rồi nghiên cứu vô từ từ ha. Dạ. Chứ nói cho là các không nhớ nổi. À, còn cái con ở trong đây đó, cái con giống bông cúc á. À. À, cái con này á thì nó đặc biệt hơn những cái con khác. Là nó sống nó không có cần phải quang hợp. Ừ. Thường là đa số các loại san hô á là phải cần có ánh sáng để quang hợp thì nó mới sống được. Nhưng mà riêng cái con này á thì là nó sống ở cái chỗ mà không cần ánh sáng. Nó tiêu thụ năng lượng á là nó bắt những cái mà sinh vật phù du ở lơ lửng ở trong nước á là đó. Là nó bắt những cái con đó để nó duy trì sự sống. À. Chứ nó không cần phải quang hợp. Dạ. Chính vì thế mà khi mà em set up nó cũng nằm dạ, giống như hơi rồi. Vô kẹt chút xíu dạ, đúng rồi. Là thường những cái con này á thì là trên cái layout của mình á thì nó cũng sẽ có những cái góc khuất mà không thể để những cái con san hô thông thường được. À. Thì những cái con này là những cái lựa chọn hợp lý. À. Dạ. Rất là hay luôn, phải dạ. hiểu cái đặc tính của cái dạ, từng giống loài san hô, nhu cầu cần gì. Dạ đúng rồi. Thì từ đó chúng ta sẽ có những cái sự sắp xếp cho nó dạ, hợp lý nhất dạ, đúng không? Đúng rồi. Con nào mà cần ánh sáng thì chúng ta cho ra ngoài mặt tiền. Dạ. À, con, dạ. con nào mà vô góc thì mình đắp vô. Thì san hô nó, thật sự san hô cái đặc tính của nó còn đa dạng hơn cá nữa anh. Ừ. Dạ. Tại vì ngoài vị trí thì san hô nó cần luồn nữa. Luồn. Cuồng cần luồn nên là khi mà anh thấy á, mỗi cái hồ em set up á là đều có phải có cái tạo sóng á. À luồn dạ. tức là cái luồn nước cái tạo dạ, sóng cho dạ đúng rồi. Đưa. Tại vì có những cái con san hô nó thích luồn mạnh và có những cái con san hô nó không thích luồn mạnh. Như ví dụ là cái hồ quỳ ở bên đây anh thấy em không có để bất cứ một cái tạo sóng nào hết tại vì quỳ nó không thích luồn. À. Nếu mà có luồn đánh vô mặt nó là nó sẽ đi. À, quỳ nó đi được nha. Đi được, hồi nó di chuyển luôn hả? Dạ, dạ ồ. Đúng rồi. Nó đi được. Hay nó không có giống như những cái con san hô khác là cố định một chỗ. Ừ. Dạ. Nó đi là nó, sao ta, nó thả nhờ đúng sức rồi. Nước. Nó thả trôi luôn anh. À. Nó thả trôi luôn. Đó, nó thả trôi tới cái chỗ nào mà nó cảm thấy hợp ý nó thì nó sẽ đáp xuống và nó sẽ bám lại. Hay quá ta. Dạ. Công nhận. Này đúng là nó giống như đang tiến hóa lên thành động dạ, vật ha. Dạ, đúng mà... rồi. Chưa có gọi là chưa có đầy đủ lưng lửng. Dạ. Đôi khi chính vì vậy mà đôi khi mình cứ bất ngờ hoài. Tại vì dạ. mình nhìn nó giống thực vật nhưng mà nó lại có những cái hành vi giống như dạ, động vật. Dạ, à. Dạ đúng rồi. Nó trong này có thể giống như nó đang trong một cái môi trường tiến hóa. À. Giống như những cái con quỳ này á. Mình có thể tưởng tượng ra, mường tượng giống như là nó đang tiến hóa sắp thành những con bạch tuộc vậy đó. À. Nó xuống tua và nó giống như nó bò, nó lượn được giống như con bạch tuộc vậy. Nhưng mà nó chưa thành như vậy. À. Thì con bạch tuộc ở dưới nước thì nó là động vật rồi. Ừ. Còn cái này nó chỉ là con thật, nó là thực vật thôi. Ừ. Nhưng nó chuyển hóa từ từ lên. Ừ. Nó đang trên quá trình tiến hóa của nó. Dạ. Ừ. Yeah. Trong quá trình em chơi thì đối với san hô ha, mình nói san hô dạ, trước thì dạ. cái điều gì nó làm cho em ấn tượng nhất và cái khó khăn để mà khi ban đầu em tiếp cận để em tìm hiểu nó là cái điều gì? Tại vì anh hỏi là tại em anh cũng đứt cũng chơi cũng mấy chục cũ rồi mà chưa đâu vô đâu, chưa nắm được tình hình. Thì nói chung là như lúc đầu em nói á, là lúc hồi nãy anh nói là trong cái môn chơi này á thì thường là anh em sẽ hay vấp phải cái điều gì nhất thì là cái đó là cái việc là mình phải cần kiên nhẫn để chờ đợi cycle để sao cho cái nước của mình nó tốt nhất. À. Thì thường lúc đầu em vô em cũng vội vã lắm, em cũng cycle nó không có đủ, nó không có đủ cái thời gian để cho cái hệ vi sinh nó ổn định. Đó. Thì cuối cùng là em phải lật hồ và em làm lại. Thì thì khi mà mình bị như vậy rồi mình mới hiểu được à là vì sao những cái anh mà
chơi lâu năm, người ta luôn khuyên là mình phải chạy nước kỹ là như vậy. Là khi mà mình bị rồi mình mới hiểu là tại sao. Tối thiểu là một tháng. Dạ, tối thiểu là một tháng. Thì những cái dòng mà mình như là, mà ở đây là em chỉ nói là những cái dòng san hô mềm thôi nha. Còn dễ những cái dòng, đúng rồi, những dòng dễ á. Còn những cái dòng mà những cái anh mà chơi những cái dòng khó và san hô mất tiền, có những anh là cycle tới 2 tháng. Dạ. Rồi cái thời gian sau khi mình cycle rồi á, là mình cũng phải có những cái thiết bị để mình đo những chỉ số đúng dạ, không? Chứ đúng đâu rồi. Phải là tới ngày tới tháng là mình thả đâu đúng không? Thì thường á là ở trong đây á thì cái mà cái đầu tiên là mình phải có là cái bút đo độ mặn này. Oh. Đây để em ấy thử cho anh coi. Thì cái bút đo này á là nó sẽ đo được cái chỉ số độ mặn trong hồ của mình. Ví dụ giờ em cắm vô thử ha. Đây, thì hồ của em là độ mặn là 1023. Cái này cái số 1 nó bị mất rồi. Đó, độ mặn của hồ này là 1023. Thì á là thường á cái thông số mà chuẩn ở trong hồ nước mặn mình mà mình vừa chơi cá san hô luôn á thì khoảng là từ 1023 đến là 1025. À dạ, là cái hồ mình về cái độ mặn là đang rất là chuẩn à. Dạ. Thì ngoài cái chỉ số mặn thì còn phải quan tâm tới chỉ số là gì? Thường là độ mặn với lại nhiệt độ. Nhiệt độ á thì nếu mà anh chơi cá thì anh không có cần là phải lạnh. Cá thì anh cỡ khoảng dưới 28 là ok, nhưng mà san hô á thì là anh phải là cần nó lạnh, tại vì san hô nó thích mát, nếu mà nóng quá thì nó sẽ bị không có được happy, nó không có khỏe. Thì nếu mà anh chơi cá với san hô luôn á thì cái nhiệt độ trung bình á là từ khoảng là 25 đến 27 độ. 25 tới 27 độ. Tại vì cá thì nó nếu mà anh để lạnh quá thì nó sẽ dễ phát sinh bệnh. Nên là còn nếu anh chơi san hô không á thì anh có thể để khoảng 24-26. Ok. Dạ. Thì cũng có những người ta thích chơi san hô không mà đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà nếu mà một cái hồ vừa có san hô vừa có cá thì nó sẽ sinh động hơn. Đúng rồi. Dạ. Và những cái đèn này nó giúp cho cái san hô mình nó nhìn nó lung linh huyền ảo quá ha. Dạ đúng rồi. Thì cái con san hô này nó cần có một cái ánh sáng xanh để nó phát quang lên. À. Dạ. Con này là này đồ giả hả? Dạ. Đồ trang trí hả? Dạ. À. Nó có chức năng gì em hay nó đơn giản là trang trí? Dạ, nó chỉ trang trí thôi. À. Anh thấy nó cũng có dạ quang mà sắc đó. Dạ. Thì mình vô đây em giới thiệu cho mình thêm một số loại san hô nữa. Ok, còn đằng sau nữa các bạn, với lát mình sẽ qua có mấy con cá cũng là lạ. À đây. Dạ, đây. Đó, anh thấy nè, mấy con này cũng là mấy con sọ nè. Rồi, đẹp quá. Đó, mấy dòng sọ. Những con này là Nemo nó thích chui vô lắm. Đây bên đây cũng là sọ luôn. Như những cái thảm cỏ ha. Dạ. Ủa như bên này anh thấy không có tạo cái dòng chảy ha? Dạ có anh, em đang tắt á để anh dễ quay á. Đúng ra là nó sẽ có cái dòng chảy nữa các bạn, nhưng mà mình quay từ trên xuống thì chắc nó bị nhòe hình. Dạ đúng rồi, nên là em tắt á cho mình dễ nhìn á. Okay. Đó, còn bên đây là mà búa mè. Đó, những cái dòng này là anh em newbie hay chơi. Đẹp quá. Ồ, có cái san hô giống như cây sen đá. Dạ. Ồ, phải cái đó là cái trứng trứng mực ha? Dạ, trứng mực anh. Là cái hồi nãy anh hỏi á. Cái này là trứng mực xanh. Anh nhìn ngang qua anh tưởng giống sen đá. Cái bên là con vẹt. Cái này là mình nuôi từng cụm nhỏ đầu em nuôi tốt nó lan ra đó hả? Dạ không, cái này là em để một bụi với nhau á. Thường là những cái con mà nó có cái phần đá ở dưới thì nó sẽ là sinh sản nó chậm hơn là những cái con mà mềm, là những cái dòng sọt á. Những dòng sọt thì nó sinh sản nhanh hơn. Có những con nó
như cái hoa cúc mà rất là đẹp luôn. Những cái giống san hô này là mình cũng coi như là mình sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới luôn. Dạ, dạng vậy đúng thì không? Thường là nói chung là san hô cũng san hô ở đây của em á thì đa số là hàng Việt nhiều, tại nói chung là hàng Việt mình cũng đẹp lắm. Hàng Việt mình cũng đẹp lắm. Có một số dòng mà nó hiếm ở Việt Nam thì mình mới nhập thôi. Nhưng những cái dòng mà diêm á anh, diêm vàng á, có nghĩa là nó cái san hô thì mỗi một cái vùng biển nó có những cái loài khác nhau đặc thủ của vùng đó đúng không? Rồi. Ở vùng biển Việt Nam mình thì san hô đẹp cũng nhiều lắm, cũng rất là nhiều. Nhìn là thấy mê liền. Dạ. Nó đẹp luôn. Còn bên này là cá. Đây như là cái con thi hồng này là em nhặt đây nè. Đó. Dòng này là anh thi ép, dòng săn mồi. Săn mồi ha em? Dạ. Nó sẽ là, thường là nó sẽ ăn mặn. Ăn mặn? Ừ, dạ. Nó ăn những cái con động vật phù du lơ lửng ở trong nước. Dạ. Nếu vậy mình có thể nuôi nó trong một cái cộng đồng được không? Hay là phải nuôi mình nó thôi? Dạ được. Con này là được, nó có nghĩa là nó săn mồi nhưng mà nó ăn những cái con nhỏ thôi anh, chứ nó không ăn cá. Nó ăn phù du luôn. Dạ, nó ăn phù du. Bên kia nguyên hồ Nemo. Rồi thấy có con cá gì mà nó dán giống như cá nó dính vô cái kiến vậy ta. À những cái này là những cái dòng sên anh. Những cái sòng dòng sên. Sên? Dạ. Sên là giống ốc sên đâu vậy hả? Dạ đúng rồi anh. Ngộn ha, bán lên. Thì cái nó là ăn rêu hay ta? Dạ, con này thì nó ăn những cái mùng bã cơ á, những cái mà chất dơ ở trong hồ quá anh. Dạ. Đây, trên đây là Nemo. Nguyên hồ Nemo luôn. Dạ. Ở Việt Nam mình có sinh sản được Nemo không ta? Nói chung là sinh sản được cá biển không? Hay là dạ, những chạy nước ngoài thôi? Tức là Việt Nam mình sẽ nhân giống được dòng Nemo là chính, mà hình như theo như em biết thì chỉ được một dòng Nemo thôi, còn những dòng cá khác thì cũng ít và đang trong cái quá trình là nghiên cứu và nói chung nhân giống rồi thì cũng được ít và sức khỏe không được tốt. Còn dòng Nemo thì Việt Nam mình làm tốt về vấn đề đó. Còn ở như nước ngoài thì người ta sẽ nhân được những cái dòng nó gọi là cao cấp hơn, nó khó hơn. Nhưng mà Việt Nam mình thì như là chưa có được. Theo như em cũng có nói chuyện được với một vài anh ở trong viện hải dương học mình á, nó thì cũng đang trong cái quá trình là nghiên cứu và cũng có thể ra được nhưng mà số lượng không nhiều được. Và sức khỏe con cá khi nó sinh ra được dòng đời mới nó không được tốt nên cũng chưa có cho ra thị trường nhiều. Và dòng Nemo thì là Việt Nam mình làm tốt cái chuyện đó rồi. Nemo là làm được tốt rồi. Dạ được tốt rồi. Dạ dạ. Anh nghĩ chắc sinh sản mà cá biển chắc là nó cũng rất là nhiều vấn đề khó khăn ha. Dạ, từ cái hay. Môi trường sống là tất cả mọi cái là mình phải giả lập lại cho nó y như ngoài thiên nhiên luôn. Dạ. Thì cái đó giống như là cũng là bên một cái gì đó gọi là chuyên môn của mấy anh đó. Thật sự chính em cũng không có đành gì cái mảng sinh sản đó. Nó nhưng mà nó sẽ khó hơn cái kia rất là nhiều. Tại vì giống như là theo như mình hiểu cái môi trường sống dưới biển rất là lớn. Và cái chỗ sinh sản là tập tính nó mình phải nghiên cứu kỹ lắm. Nó mới giống như là ra được cái con giống như vậy. Nhưng mà em có tìm hiểu là cái giống như là một năm nó đẻ mấy lần, rồi một lần đẻ được bao nhiêu con không, mấy cái cơ bản đó nè? Theo như cái cá thì cái số lượng con sẽ rất là nhiều cho một lần thì sinh sản. Còn mà cái sinh sản mà một năm nó được bao nhiêu lần thì thật sự cái này em cũng không có rõ. Nhưng em nghĩ là cá chắc là nó sẽ đều cứ liên tục chứ nó không có cố định. Dạ theo em là vậy. Nhưng mà còn cái số lượng một lần nó ra thì nó sẽ khác với loại động vật ở trên bờ. Nó không phải, nó sẽ ra một lần rất là nhiều. Tôm cá, cua ở dưới biển hay là bên cả cái nước ngọt mình cũng vậy. Đúng một rồi. Lần nó ra sinh sản rất là nhiều. Dạ. Quá hay luôn. Bên này tụi em cũng có được một số dòng cá như bên này em thấy đó. Có nhiều bên cá cũng vậy, mỗi một dòng nó khác nhau. Có những dòng thì nó sẽ như dòng thia đi, nó sẽ bơi ở trên. Hay là con cá màu đỏ này nó là maron. Nó cũng là Nemo. Giống Nemo. Nó giống Nemo nhưng mà nó đẹp hơn. Đúng nó rồi, cũng là hàng nhập nên cái giá trị của nó cao hơn. Nó còn như dưới đây đi, tụi em sẽ hồi dưới này tụi em sẽ có một số dòng giống như là mó. Là mấy cái con nó dài dài anh. Thì đó, nó bình thường khi mà nó đang thức là đang chơi dậy nó trên. Nhưng mà nó có cái điều thú vị hơn á là khi mà buổi tối nó sụp tối. Tới giờ cái giờ sinh học của nó khoảng 7 giờ tối. Khi mà mặt trời xuống á
là theo đi ngủ là nó sẽ chui xuống cát nó ngủ. À. Tới hầu như buổi tối là mình hoàn toàn mình tưởng nó mất tiêu luôn. Ồ. Thấy luôn, nó chui xuống cát luôn. À, thường mấy anh mà mới chơi á, mấy anh yeah. anh mua mó về mấy anh nói, ủa em sao cũng không hốt anh nó đâu. Quảng hồ luôn. Rồi. Ủa sao đâu mất tiêu anh kiếm hoài nãy giờ không ra. Thì hỏi là mấy ảnh mới biết là à con mó buổi tối là nó sẽ chui xuống cát nó ngủ. À. Dạ. Bây giờ nó là tới sáng nó mới lên lại. Còn như qua bên hồ bên này. Nói về có một cái con cá cũng rất là đặc biệt. Ồ, cá đặc biệt kìa. Con diều hâu con nằm trên cục đá đó. Đúng rồi đó. Con đó là... Con diều hâu của dài đó cũng là hàng nhập. Nó cũng có giá trị một chút với lại cái số lượng nó hiếm lắm. Nó hàng. Dạ. Hầu như ở biển Việt Nam mình là không có. Mình phải nhập ở bên nước ngoài về. Mà cái đó một lần nhập nó cũng ít hàng. Nó cũng không có nhiều hàng lắm. Dạ. Còn như... Dạ. Và giống như bên này, bên trái này tụi em có dòng bóng vàng với lại bóng sập đỏ. À. Thì là những cái dòng cá nó sống ở dưới tầng nền, tầng đáy. Dạ. Thì nó cũng có một cái là nó sẽ khác biệt với trên, nó hạn chế bơi lên trên. À. Và nó sẽ xử lý thức ăn thừa dưới đáy. À. Khi mình cho cá ăn á, thì trong hồ mình anh em cũng nên có một vài con. Để khi mà mình cho cá ăn á, khi mà những con cá ăn ở dưới nó rớt xuống. À. Thì những con này nó sẽ lụm nó ăn hết. À. Thì nó sẽ hạn chế phát sinh ra chất dơ trong hồ mình, nước mình nó sẽ không bị hư. À. Dạ, nó cũng có cái lợi trong hồ của mình. Đúng rồi. Mà nó cũng có cái thú vị đi. Dạ. Cái cá này cá ăn tầng đáy không? Dạ, coi như nó dọn cái tầng đáy thức ăn rồi. Dạ đúng rồi, nó sẽ tầng đáy. Dạ. Cái điều đặc biệt của những con cá tầng đáy là các bạn thấy là nó đứng yên các bạn, nó đứng. Nó không có động đậy, là ví dụ như quay con cá gì là diều hâu gì nè. Dạ. Nó đứng yên trên cục đá luôn ha. Đuôi vây rồi cũng không hoạt động, và đặc biệt là cái người nó giống như có sọc caro. Dạ à, đúng rồi. Những cái ô vuông nó rất là đều luôn. Rất là đẹp. Độc đáo không? Cá này mới gặp lần đầu. Dạ. Còn nó số lượng thì ít lắm. Dạ. Thế nhưng mỗi một lần em về thì cũng được một vài con, chứ cũng không có nhiều như những dòng khác. Dạ. Bên cái cá biển này á, nó cũng khác với bên thủy sinh một điều á, là có những cái dòng cá giống như là sao nó có giá trị, hoặc càng ngày nó càng có giá trị, là do cái số lượng nó không có nhiều. Một là do con người mình đánh bắt nhiều quá. Hai nữa giống như là kể cả ở Việt Nam mình hay là nhập ở nước ngoài cũng vậy, nó cũng có thể là theo mùa. Như mùa bão thì chúng ta không đi biển đánh bắt được. Đó là nó cũng sẽ hạn chế cái dòng cá đó hơn. Nhiều khi ví dụ cái giá trị của con này, ví dụ bây giờ trong cái lúc mùa này nó nhiều đi, có thể nó dao động cả 1 triệu, 1,2 triệu gì đó. Nhưng mà khi nó không còn mùa nữa mà cái nhu cầu của người chơi quá nhiều, có thể nó tăng lên thành 1,8 triệu, 2 triệu cũng có. Ừ. Là giống như là tự cho người chơi mình, giống như cái nhu cầu nhiều quá mà nguồn cung thì là không có. Ừ. Đó là anh em sẽ giống như là đấu giá với nhau để mua. À. Thì cái giá trị nó khác. Thì bên cái cá biển này nó khác, nó có giá trị hơn cái bên cá nước ngọt là vậy. Còn cá nước ngọt thì giống như là mình nhân giống ra, mình muốn mua 100 con, 1,000 con, bao nhiêu mình đặt cũng có hết. Cá nước ngọt thì chuyện nhân giống quá đơn giản. Dạ. Còn bên này thì tất cả đều bắt tự nhiên hết. Khi mà có mùa thì sao cũng được, còn khi không có thì thấp lắm. Nhưng mà nhu cầu chơi của anh em mình thì nó đều liên tục hết. Ừ. Nên cái giá trị của nó hãy nó tăng giảm, nó tùy theo mỗi lúc. Ồ. Dạ, nó khác nhau. Anh thấy trong hồ có mấy con này là sao biển. Sao biển, dạ. Thì cái chức, nó có chức năng gì trong cái hồ cá mình không ta? Dạ, chức năng thì nó cũng chỉ là trang trí đẹp thôi. À. Và nó cũng giống như là cái con bên sên hồng nãy mình quay vậy đó. À. Thì nó cũng ăn mấy cái bụng mấy cơ, mấy cái rêu trên hồ vậy thôi. À. Chứ chức năng thì nó không có, nó trang trí là chính, dạ. À. Sao biển thì nó có hai loại, sao biển đỏ với lại sao biển đá. Sao biển đá thì cái này nó đang hóa đời mình hơi khó quay. À. Đá thì nó hơi trắng đỏ. Dạ. À. Với lại nó có những cái dòng giống như là sao biển tím nữa, đẹp nữa. Ừ. Mà nó cũng hiếm hàng đó, tên cũng bán hết rồi. Ừ. Với lại anh em cũng lưu ý một số là có những dòng sao biển không phải là sao biển nào mình cũng bỏ vô hồ chơi được. Ừ. Giống như ở ngoài tự nhiên thấy mình đi ra biển này nọ, mình tắm đi mình thấy sao biển mình bắt về. Ví dụ giống như ở vùng biển Phú Quốc mình đi, thì đó là cái vùng biển đảo mình nó sạch, nó sẽ có nhiều sao biển. Ừ. Hơn những cái vùng biển Vũng Tàu rồi nó dơ. Nhưng mà không phải mình cứ lấy sao biển về là mình chơi, mình cũng nên tìm hiểu về cái đặc tính của nó. Có một số dòng sao biển nó sẽ phá và nó ăn san hô của mình. Ừ. Đó là không tốt. Như cá à. Cũng vậy luôn. Dạ. Ừ. Dạ. Như cá cũng vậy, khi mà mình chơi mình nên tìm hiểu cái giống loài nó có nuôi chung được với san hô không, có nuôi chung được với cá hay là không. Có những con cá nó rất là đẹp, mình nhìn vô có thể mình nghĩ là nó rất là mỹ miều, giống như con mao tiên đi, nhìn tưởng là hiền nhưng mà không phải, đó là dòng cá săn mồi. Ừ. Là do nó sẽ ăn luôn những con cá nhỏ của mình khác. À. Còn nó cắn những con cá của mình thì đó, cái đó là dòng cá đó là mình phải nuôi chơi một cái hồ khác, mình không có nuôi chung với những con cá nhỏ được. Ừ. Đó, còn có những cái dòng như là sim nè, đào nè, hoàng nè, đó và một số dòng nữa, nó như nó nhiều lắm mình sẽ không có nuôi chung với san hô được, tại vì khi mà do tập tính nó sẽ phá, nó rỉa hoặc nó ăn san hô của mình. Oh. Đó thì là mình chỉ riêng ở đây thị trường đa phần tụi em bán và thế chấp cho họ khách là cho những cái dòng cá mà nuôi chung được giữa cá và san hô để tạo thành một cái hệ sinh thái tự nhiên nhất có thể giống như ngoài biển. Đó, còn những cái dòng cá nào mà ăn phá san hô tụi em sẽ tư vấn cho khách hoặc tư vấn cho những anh em nào mới chơi. Đó, cái này cũng là một điều lưu ý anh em cũng nên hỏi. Nhiều khi giống như là có một số nơi, một số shop không phải là
giống như là người ta không tư vấn mà giống như là bận quá, giống như là không có nói kịp được, giống như là hoặc là shop sẽ hiểu lầm là khách đã biết rồi thì anh em mua về nó sẽ phá ăn luôn những con san hô của mình. Nó là uổng con san hô của mình à. Thì dạ, mình nên lưu ý cái đó. Chơi cái cá biển này nó nó có nhiều trường phái không em, hay là nó chỉ là một giống như cá thì mình có thể nuôi nhiều dòng khác nhau trong một cái cộng đồng. Dạ. Thì nó có cái hình thức giống như là con cá săn mồi gì nãy em nói mà. Dạ. Nuôi một mình đó không? Có dạ, cái trường phái người dạ, đó có. Tức là sẽ có những cái hồ, tức là những anh chơi mà có hồ giống như em nói là một cái môi trường sống tự nhiên rồi. Ừ. Nhưng mấy anh thích những cái dòng săn mồi, nhìn nó phải nó mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hay là giống như là nó sẽ có cái nét đẹp riêng hơn, như dòng tàu nè, dòng sim, dòng hoàng, nó rất là màu sắc, nó rất là đẹp. Ừ. Nhưng mà nuôi san hô chung không được. Ừ. Thì mấy nó lại làm tiếp một cái hồ khác. Dạ. Là chỉ nuôi dòng cá đó thôi. Dạ. Đó là những cái dòng phá san hô nuôi chung một nhóm, còn những cái dòng san hô chung đó thì nó sẽ có số vị riêng, giống như là con trai mình sẽ thích nhiều cá khác nhau. Ừ. Nó giống như là mạnh mẽ, hay là nuôi chung san hô màu sắc, hay là nó cái gì đó, giống như là những cái đó là những cái thể loại chơi nó khác nhau khác nhau. À. Dạ. Hoặc là có những anh giống như là chơi cái hồ san hô không thôi. À. Thả một hai con cá cho dễ nuôi thôi, dễ chậm thôi. Ừ. Cũng có. Tức là sự bên này nó sẽ có nhiều cá để mà mình chơi đó. Ừ. Nó có nhiều loại. Tùy gu từng người luôn. Tùy gu, dạ đúng rồi, nó tùy gu. Như đây mình thấy có một con cua nữa các bạn. Dạ là con cua quỳ. Cua quỳ. Giống như con cua quỳ. À đây quay rõ hơn á, con cua quỳ nãy quay bên kia nó nằm trong cái quỳ quay không rõ. Còn tôm này là tôm. Dạ cái này là con tôm lực sĩ. À tôm lực sĩ. Dạ. Thì nó có hai cái kèn. Cái kèn bự này người ta đặt, cái đó là tôm lực sĩ. À mà cái râu ria nó cũng dài quá ha. Dạ. Cái tôm với cua này là mình nuôi chung trong cái hồ kia được mà. Dạ. Nó sống cộng sinh vô được. Dạ. Còn kém nữa là có con tôm bông. Ừ. Nó tôm cũng đẹp. Dạ. Nó chính là sự ở trên bên cái biển này á, giống như về cái nói về cái phong phú của nó rất là phong phú và nó cực kỳ đa dạng. Ừ. Nó đa dạng hơn thủy sinh. Có nói là cái phần trăm nó rất là nhiều. Nên có thể mà chúng ta chơi và nói về cái sự mà gọi là thích thì nó sẽ thích nhiều hơn, lâu hơn, và chúng ta sẽ lâu chán và khó chán hơn thủy sinh. Và về cái độ chăm sóc nó, hay là về cái phong phú của nó, về cái màu sắc của nó cũng vậy, nó rất là lung linh, nó khác so với cái kia nó rất là nhiều. Anh nghĩ chán thì chắc không chán đâu, mà tại vì nhiều đôi khi nó khó quá, bực bội quá, nản chứ còn đâu có chinh phục được nó đâu. Rất là khó khống chế đúng không? Cái khó mình so với thí sinh thì có thể là nó khó hơn một chút. Đúng ra là nó khó, nhưng mà giống như nếu mà chúng ta chơi, chúng ta chịu tìm hiểu một chút, nói như chúng ta chịu chia sẻ một chút, thì thật sự cái sự khó của nó rất là cơ bản. Giống như bên em đi, cái này giống như là em chia sẻ riêng về cái việc làm của bên shop này một chút. Giống như là thường thường vô khách mà sẽ đứt hồ bên em gì đó, giống như tụi em sẽ có tặng một cái gói bảo dưỡng trong một tháng đầu, là trong một tháng đó tụi em sẽ qua nhà khách liên tục. Thứ nhất là tụi em sẽ thăm hỏi khách tại về cái hồ mình, về cái vấn đề thiết bị đó như thế nào không. Thứ hai là tụi em sẽ trong lúc làm đó tụi em sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm lại cho khách. Tức là thật sự có những nói về lý thuyết rất là phức tạp, nhưng mà vô thực hành chúng ta quen rồi nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Cái gì cũng vậy, giống như là chúng ta quen sẽ tốt hơn là kinh nghiệm. Chúng ta học, chúng ta nghe nó cũng rất rõ lắm, nhưng mà lô vô thực hành bắt tay vô làm là nó rất là dễ. Nó nên khi mà ở đây tụi em làm cách làm hồ bên em, hay là thân thiết bên em, tụi em sẽ qua nhà khách. Trong đó như anh em mình chơi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau đó, tụi em cũng sẽ hướng dẫn khách làm một số cái. Thật sự chỉ làm những cái bước đơn giản vậy thôi là cái hồ mình nó rất ổn định. Nó không có gì là phức tạp lắm, giống như là mọi người tưởng tượng như hồi xưa. Với lại bây giờ, so kể cả khoảng 2-3 năm gần đây, là phong trào cá biển nó cũng rất là nhiều anh em chơi phong trào nó lên lại. Thì thật sự mà nói giống như về cái so bây giờ, so với những khoảng 3-4 năm trước, so với mấy chú mà hồi xưa chơi nó rất là khó. Là hồi xưa nó không có nhiều thiết bị máy móc, còn bây giờ hầu như bây giờ là mình có nhiều thiết bị máy móc. Còn có thể mà nói cách khác nữa thì là nó bên hóa chất hỗ trợ nữa nó rất là nhiều, nên là nó sẽ dễ quản, dễ chăm cái hồ, kiểm soát được tình hình tất cả mọi cái rồi. Có thể mình nắm được bây giờ nó có máy này kia. Sự nếu mà có mấy anh mà có điều kiện đi, giống như là có máy móc hết, nhiều khi là nó hiện đại tới mức không báo được điện thoại mình hết. Có lúc chặt gì là nó báo lên chỉ số sao sao hết rồi. Mà cái đó thì là có thể như dành cho một số anh mà có điều kiện một chút. Nó còn dù gì mà một số anh em mà không có thì cũng sao, mình theo dõi bằng tay, mình test bằng cơ của mình, bằng máy, bằng hóa chất máy bộ bình thường. Thì nói chung là mình nắm được tình hình hết, nó dễ hơn hồi xưa. Coi những chú chơi rất là nhiều, nó đơn giản hơn. Hồi xưa thì cần kinh nghiệm, trải nghiệm nhiều. Còn giờ là máy móc rồi này nọ hết. Mình có thể mình theo dõi nó được nhiều hơn. Này một cái hồ mà mình build tới gọi là, mà cũng khó nói ha, cái này tùy vô cái điều kiện kinh tế thôi. Nói là cái giá trị cao nhất. Giá trị. Thì thực sự cái giá trị cao nhất có thể nói thì nó vô chừng lắm. Tức là thực sự cái này, cái môn chơi này nó cũng nôm na ra nó giống như một cái chiếc xe đi. Ví dụ bây giờ, như anh em mình bây giờ, như bây giờ mình nói cái môn chơi này đúng là một thú chơi, nhưng một cái xe đi giật, một cái xe thắt ý đi. Có thể mà nói ra giống như ví dụ bây giờ cái giá trị trung bình của nó ví dụ khoảng cỡ 150 triệu mà chúng ta mua được chiếc xe thắt.
Nhưng mà cái đó là một chiếc xe cơ bản thôi. Nhưng ví dụ bây giờ, giờ theo như cá nhân của em thì là em chỉ thích giống như là Vin Vin vậy thôi. Thì em đi bình thường nó 150 triệu. Nhưng có thể như tính của anh đi, hay là anh Đức đi, anh thích chơi độ kiển vô, mình gắn phuộc, độ mâm, độ này đúng tôi có thể Oslin, Acabovic đồ vô ha. Nó sẽ gọi tai thắng rồi, nó rất nhiều cái của chiếc xe mình nó lên thành tới 400-500 triệu. Hoặc giống như ví dụ bây giờ giống như là mình thích chơi biển số, có cái xe lên cái tỷ bạc. Thì đó ví dụ quay ra cái hồ này cũng vậy, ví dụ giờ như mình chơi những cái dòng cá bình thường không thì nó mười mấy triệu nó chơi được rồi. Nhưng ví dụ ở đây tụi em cũng có một cái ông anh ở quận 10 mình, anh cũng rất là nổi tiếng trên hội, giống như cái hồ của anh chơi đặc biệt hồ hay là cái tỷ hơn, anh toàn hàng nhập không, anh chơi toàn xịn không, như mấy cái gym rất là VIP, có cái nhìn vô cái hồ nó rất lung linh, nó cái tỷ mấy cũng có, tức là sự là cái hồ mình nó bao nhiêu cũng có, nó tùy vào cái thước lớn nhỏ và những cái đặc biệt chơi ở trong. Hoặc ví dụ giống như là em cũng có được một người khách mới ở dưới quận 5, nếu như cái hồ ảnh ảnh đầu tư cũng rất là hiếm, nói dụ như mà thay vì những khách mới bình thường đi giờ người ta sẽ thả cá từ từ, như anh này ảnh rất là chịu chơi, ảnh vừa làm xong cái hồ thôi, thật sự mới một tháng thôi à, em cũng có khuyên nhưng mà ảnh thích quá, ảnh mua một con đen vàng chỉ giá 14-15 triệu anh thả vô luôn. Thì đó giống như bình thường cái hồ người ta ví dụ tới cái 100 triệu là hết rồi, nhưng cái hồ của anh nó thuê lên tới gần 150-200 triệu rồi. Thì đó giống như là do cái nhu cầu và điều kiện của mỗi người nên chúng ta khó mà nói được, chúng ta có thể nói ở cái hồ tối thiểu là bao nhiêu, nhưng còn nói những hồ tối đa là khó nói thì là chúng ta không nói được. Ok dạ. Nó là tùy cái điều kiện của mình mà mình muốn chơi tới đâu là sẽ tới đó thôi các bạn. Coi như là vô chừng luôn. Rồi anh em mà di chuyển ở đây để okay. Mình quay thêm mấy cái dòng cá mới nữa. Cá tôi đang nghiêng rồi. Ở đây là cái con này là con bóng hai màu nè. Con này cũng hàng nhập. Hàng nhập cái con đó nó vừa đẹp mà nó khỏe lắm. Đa số anh em cũng chơi con đó nhiều. Nó đặc biệt của em. Dạ. Cái ấn tượng của anh giữa cá biển với là cá nước ngọt á thì cái này là thật sự là con cá nước ngọt nó nhạt nhòa so với con cá biển. Dạ, đúng rồi. Cái màu sắc của con cá biển là nó thứ nhất là nó rất là nét màu nào ra màu đó, vàng là ra vàng mà đỏ là ra đỏ chứ nó không có kiểu lem. Dạ. Mà con cá này cái gọi là cái thiết kế nó cực kỳ đặc biệt luôn. Dạ. Một bên vàng một bên tím luôn. Lúc đầu mà em nhập hàng về em úp hình là người ta thưởng cái con này Photoshop. Đúng rồi. Nhìn giống như là thời trang gọi là gì, color block á, mảng trên mảng dưới hai màu đàng hoàng. Giống như vậy cái vấn đề cái tạo hóa giống như là ông trời cũng hơi nghiêng về cái biển một chút. Giúp cho nó có những cái màu sắc rất đặc biệt. Một á là màu nào ra màu đó, còn hai là nó lem, giống như như con món cờ lửa vậy đó. Nó từ có thể là nó hơi vàng vàng cái đầu nó rồi nó qua màu trắng rồi nó qua màu đỏ, rồi đó đậm hơn rồi nó qua màu hành nâu xíu nữa. Đó, tạo hóa cho nó rất là hay và nhiều cái. Giống như hồi lúc trước mà mới giống như là có một số bạn mà mới chơi á, nói là con bóng hai màu này là cá giả. Hay là giống như là có sơn màu đó không? Anh sao hai cái màu nó ra rõ quá. Đúng nó phân ra thành hai màu rõ rệt luôn. Đó, nhưng mà tạo hóa nó rất là hay. Và nó có những cái dòng giống như hiện tại bây giờ tại shop của tụi em cũng xuất hàng đi nhiều á, cũng còn ít. Chứ có những một số dòng cá màu sắc rất là đẹp. Nó cái màu nó cá cũng rất là nhiều màu. Trên một con cá nó nhiều màu sắc luôn, chứ không phải là hai màu mà ba màu không. Quá đẹp luôn. Dạ. Cái con cá này nó giống con cá thò lòi của mình quá ta. Dạ. Đúng rồi, nó giống giống nó như tùng đáy. Thò lòi vậy đó, nó giống như tùng đáy. Nó là con bóng vàng đó. Bóng vàng á. Dạ. Còn anh mình quay qua bên phải chút xíu nữa, có con bóng anh riêu đưa cam, con bự á. Đó, con đó cũng giống như con cá thò lòi, nó chạy vô trong. Dạ. Con đó là chiên riêu luôn, siêu ăn riêu luôn. Nó cũng là ăn riêu, nó ăn riêu trong hồ của mình. Nó chắc có lợi cho cái đó, cho dù nó không được đẹp. Ở bên cái biển này có một số dòng, một số con nó không được đẹp nhưng mà là bắt buộc phải có. Giống như là bóng ăn riêu nè, hay là như là ốc nè. Ốc thì nó có ốc nón, ốc mặt trăng, rồi ốc buồn hồn nhiều lắm. Đó, nó không có được đẹp lắm. Đó, nhưng mà chúng ta một hồ chúng ta cũng nên có một hai con đó. Thì nó sẽ xử lý mấy cái riêu cho thành kính của mình. Coi như là gọi là chức năng á. Con ốc cá chức năng rồi. Dạ. Về cái nghệ thuật này nó không được đẹp nhưng mà nó sẽ có một cái chức năng khác để xử lý mấy cái đó cho mình. Anh thấy trong này có con giống con, hôm nay không phải cá ngựa con gì ta? Con hỏa long á anh, cái con dài dài. Dạ. Con đó nó có chức năng gì không dạ, em? Dạ cái con đó thì nó cũng ăn riêu á anh. Nó ăn riêu hoặc là nó ăn ăn những cái sâu á trong san hô á cũng tốt lắm. Còn con cá này nè nó có cái giống như cái cờ vậy. Nên là mình gọi là bóng cờ lửa. Nó có tên là bóng cờ lửa. Dạ. Nó có cờ nó dựng lên. Dạ. Bên này nó có hình nó đỏ rõ hơn. Nó dài cái cờ của nó dài hơn. Dạ. Mình cái con cờ ngắn là nó chưa phát triển hay sao ta? Dạ không. Nhiều khi cái đó hơn nhất là tại em để cho em dưỡng trùng nhiều á, cái này tại cũng chia sẻ cắn giống như là dạ. Nó giống như là nó dành năng nha, nó cắn nhau nên nó cột xíu. Như cái đó thì nó sẽ phát triển lại đó không sao. Dạ. Còn những con ổn định thì cái cờ của nó dài hơn. Dạ.
Đây là con con nhím biển. Nhím biển. Dạ. Cầu con gai đó. Dạ đúng rồi, con đó ăn riêu luôn. Nó ăn riêu trong hồ của mình. Dạ, dạ. Nó cũng có được mấy cái đó. Rất. Ở dưới đây em cũng có được hai con được, có cũng còn sót lại được hai con mang gai. Ờ cái đó cũng là dòng cá nhập. Đó là dòng sống theo đàn. Thân hình của nó nhìn nó rất là sang. Sang quá, đẹp dạ. Quá. Bình thường con nó cũng có nhiều khách thích lắm. Ừ. Đây cũng xuất hết này cũng còn hai con em cũng đang dưỡng trong quá trình như là cũng xuất tiếp cho khách đó thích. Phải nói là nhìn cá biển là không chê đâu được luôn các bạn. Dạ. Không chê từ cái màu sắc cho tới cái hình thái của nó. Dạ. Rất là độc đáo luôn. Cái dáng phơm nó sang nữa. Ừ. Nó sang hơn cái condition sinh của mình. Dạ. Dạ. Nên nó khó chinh phục hơn là vậy. Dạ. Đẹp đâu có dễ chinh phục. Dạ hơn. Đúng rồi. Còn con này con cá giống con cá hề mà dòng gì em nói nè. Dòng Maron. Dạ. Maron đẹp quá. Maron là cá nhập. Cá nhập. Dạ. Còn những cái dòng mà những cái con sa cá màu xanh xanh đó, đó cái đó là những cái dòng thiên lá mạ. À. Nó sống theo đàn. Con đó thì như cái giá thành của nó rẻ, dễ chơi mà khỏe nữa. Mà nó bên theo đàn cũng rất là đẹp. Nó như là cũng có nó một nhóm vậy đó. Nó giống như là ở trong mấy cái hồ lớn á, bên em có những cái khách có cái hồ khoảng cỡ hơn 2 mét đó, giống như là thả cả 10 con 15 con rồi đó. Nó bên một đàn á, nó nhìn đẹp lắm. Nó thành nhóm với nhau. Nó tạo khi mà cá mình vô hồ nó ổn định mình á, nó sẽ tạo ra cái ánh xanh. À. Nó giống như là thi lá mạ nó cái ánh xanh nó ánh lên lại á. Nhìn nó rất là đẹp. Nó lạ nó khác. Còn cá này em? Dạ, cái đó là dòng cá mó. Cá mó? Dạ, dạ. Thì đó giống như em có nói hồi nãy đó, nó cũng là một dòng mó. Là nó có cái thú vị là nó sống ở nước sáng, nó bơi bình thường. Nhưng tối là hoàn toàn mất tích. À, trốn dưới dưới cát rồi luôn. Nó chui xuống cát, nó ngủ luôn. Nó chui xuống dưới luôn. Là chúng ta hoàn toàn không có thấy nó được luôn. Và nó sáng thì nó lại lên lại, nó ăn lại, nó đi tìm ăn, nó ăn lại. Còn cái con cá bác sĩ này nè, là nó hay ở một chỗ á, là nó sẽ rỉa những cái mà giống như là những cái vết thương á, thừa á, những cái da thừa á, ở trên cái con cá ở trên cái con cá khác là thường là giống như là mấy cái con cá mà nó đánh nhau nó bị chạy xước á, nó có cái da bị da thừa á, là nó rỉa những cái vết thương đó cho con cá, giống như là nó tẹt tới bò chết á, nó vết thương người vậy đó. Dạ. Thì nên là nó có tên là cá bác sĩ. Hay quá. Còn hai nữa, đặc biệt là khi mà chúng ta đi mấy cái viện hải dương học thủy cung đồ á, đó là mấy cái anh mấy chú đó sẽ giống như là hướng dẫn cho mình á, nó có cái hay nữa là nó được phép chui vô trong cái miệng con cá mập. Cá mập không ăn nha. Cá mập không ăn nó, để giống như chi để nó rỉa mấy cái thức ăn dơ dư ở trong mấy cái mép răng của con cá mập. Mấy cái sát giống dư như xỉ răng vậy đó. Là nó sống cộng sinh với cá mập là vậy. Còn ba con cá mập cho phép nó bơi ra bơi vô thoải mái. Đặc biệt một mình nó thôi. Nhưng còn con khác là bơi vô là bơi luôn chẳng luôn. Đại dương nó có luật của đại dương đúng không? Dạ đúng rồi. Rất là hay luôn. Giống như là mỗi một con một cặp nó sẽ cộng sinh. Tụi em ở đây có nhiều cái cộng sinh hay lắm. Giống như con bóng vàng hồi nãy em quay vậy đó, giống như hồi nãy mình quay đó. Đó như ở trên đây lại mình quay lại lần nữa, đó là con bóng vàng. Đó là nó có cộng sinh với một cái con đó là con tôm súng lục. Đó con tôm súng lục đó thì là nó nhỏ bé nhưng mà nó có một cái rất đặc biệt. Nó có một cái tay đấm của nó ở dưới nước. Nhưng mà sẽ đấm được cái lực nó rất là mạnh. Có thể nó đấm được 7 cái vỏ sò gốc ở dưới nước. Chúng ta tưởng tượng ở trên bờ đi, chúng ta muốn đập một cái vỏ sò chúng ta cũng phải không tay thượng ta không đập được. Chúng ta phải lấy một cái bật cứng hoặc bố ta không đập được. Là ở dưới nước nó sẽ có một cái lực cản của nước nữa mà con tôm nó bắn được bể luôn để nó ăn được cái đó. Nên là cái lực tay nó rất là mạnh. Thì nó cộng sinh quay với con bóng vàng này, nó hay một cái là nó sẽ đào cái hang. Là hai con nó sống chung với nhau. Thì con bóng vàng này nó sẽ được phép chui vô hang đó, nó được ở trong đó. Chứ có thể nó chơi hoặc nó ngủ ở trong đó. Và con tôm súng lục này sẽ nằm ở ngoài hang, coi giống như là một vệ sĩ sẽ bảo vệ. Khi mà có con vật khác bơi vô đó, cá hay vô là nó sẽ bắn cho con nó chết hoặc nó không được giải. Đó là coi như nó bảo vệ con bóng vàng này. Thì nhiều khi giống như đó cũng có thêm cái nôm na là nói chúng ta coi một số bài clip á, thì cũng giống như là con Nemo hay con cua sống chung con quỳ cũng vậy. Thì bóng vàng nó ăn cái đó, có thể nó sẽ không biết là nó dư hay là có thể nó cố tình không biết, nó sẽ ngậm cái ăn đó, nó đem về để cho con súng lục đi ăn. Tại vì con súng lục á, tôm súng lục á là cái thị lực nó rất là kém nó hơi dường như là nó bị mù đó, nên là con bóng vàng nó sẽ thường là đem thức ăn về hàng cho con súng con lục. Con súng lục thì nó không có tự đi kiếm ăn được. Dạ, mà con rồi. Cá bóng vàng này nó sẽ đi kiếm thức ăn về. Dạ. Còn con tôm thì nó sẽ bảo vệ con bóng vàng. Hay quá. Nó có nhiệm vụ là nó sẽ ở ngoài cửa hàng nó bảo vệ cho con này ngủ hay là con này chơi hay là con này cái gì đó luôn, con mình không biết được hết nữa, có thể là sinh sản hay gì đó nữa. Nó nhiều cái hơn mình chưa biết, nhưng mà chỉ hiểu đông na ra là coi như nó bảo vệ ngang cho con này thôi. Thì tất cả các dòng cá khác sẽ không dám xâm nhập vô trong cái cua đó của nó. Nó ở dưới biển nó kỳ bí lắm, nó rất là nhiều. Đúng cái rồi. Chúng ta chơi chúng ta tìm hiểu từ từ á thì nó rất là hay ở trên đó. Rất là hay luôn á. Dạ. Như này cũng là những con mó luôn. Dạ, cái đó là mó đèn.
mối đèn đó, dạ mối đèn cái món màu cam đó nó cũng rất là đẹp, giá thành của nó cũng cũng tốt, tại nó là dòng cá Việt Nam của mình, nó cũng khỏe. Dạ. Những cái dòng mó thì nó có chức năng hay một cái nữa là nó sẽ ăn những cái con sâu hại, thường là san hô mình á, trong cái con san hô mình nó hay bị những cái con sâu hại, thì những cái con dòng mó này, tất cả dòng mó luôn, đa phần là mó nào nó cũng sẽ ăn những cái con sâu hại giúp cho san hô. Dạ. Nói chung là cái môi trường ở dưới đại dương là mỗi con nó đều có một cái chức năng, cái vai trò nào đó đúng không? Mà thật sự là chúng ta vẫn chưa hiểu hết được, chúng ta mới hiểu được chút thôi. Có thể nói về một cái kiến thức thì hình như hồi lúc hồi em còn nhỏ thì phải, em cũng có coi mấy cái chân dung cuộc sống người ta đi nói về dưới biển á, thì cái nhà khoa học cũng nói hình như là con người chúng ta chỉ mới được tìm tòi và tìm hiểu biết được chỉ có 5% dưới đại dương thôi. Còn 95% kia thứ nhất là do sâu và do nó quá rộng lớn, con người chúng ta cũng không có tìm biết được. Đúng rồi. Đó thì thật sự giống như anh em mà vào chơi cái môn này thì chính cái hồ của mình nó nhỏ xíu thôi, chính mình người tạo ra cái hồ này mà khi chúng ta không có hiểu hết được của nó nữa, nó rất là thú vị. Thật sự nếu mà mình có cái cơ hội chúng ta nên thử sức với cái môn này, nó sẽ rất là hay cho đàn ông của mình. Còn bên mấy bạn nữ á, thì nó sẽ có một cái hay khác là giống như bên mấy bạn nữ đó là sao, giống như là thích chơi giống như hồ Nemo với quỳ thôi. Giống như thường thường chúng ta kể cả con trai cũng vậy, hồi nhỏ chúng ta coi phim hoạt hình á thì là sự sẽ có rất là nhiều bạn, như là mấy bạn học sinh á, dấn thân vô trong cái môn chơi này là do phim hoạt hình, là do Truy Tìm Nemo Nemo hay là Dory nè, thì cũng là tại hai con đó, là tại tụi nó xong mình mới tốn tiền. Giống như là do Nemo nè, do Dory nè, là với là con quỳ nói là nó thích chơi với nhau đó là chúng ta chơi. Thiệt sự có ở bên em cũng có xét cho những bạn nữ rất là nhiều, là thật sự mấy bạn nữ đó sẽ, những bạn nữ thì sẽ không phức tạp như đàn ông chúng ta, giống như là thích tính tình cũng đơn giản hơn, thích gọn gàng hơn. Đó thì giống như là chỉ chơi cái hồ Nemo, giống như chỉ là sẽ có một hai con Nemo ăn quỳ thôi cho nó bơi tung tăng với một hai Dory thôi. Nó cũng rất là đẹp, thì cái hồ của nó sẽ đơn giản và nó cơ bản hơn cho mình. Nên quay lại hồi nãy anh hỏi em giống như là về cái thể loại chơi á, thì nó rất là phong phú, giống như là chúng ta muốn chơi sao cũng được hết trơn á. Nó này có nhiều cái thể loại cho chúng ta chơi, hoặc là có những anh chơi thể loại này xong dẹp hồ đó chơi là khác, xong rồi dẹp chơi là khác nữa. Ít như là giống như là dù có những anh đó ảnh mau chán, anh thích thằng đó liên tục đó, thì nó là cũng là do nhu cầu của mình, do vào một cái mục đích chơi của mình. Quan trọng nhất là mình hiểu cái đặc tính của cái giống loài, của san hô, của con cá, của cái nguồn nước, xong rồi muốn chơi như thế nào là tùy gu của mình luôn. Đúng rồi, tùy gu. Thật sự cái này giống như là nó phức tạp thôi, chứ thật sự có những bạn, những anh chỉ chơi trong vòng khoảng 6 tháng thôi là hầu như chúng ta đã biết hết rồi, chúng ta hiểu hết rồi, thì có thể thật sự lúc đó chúng ta sẽ không cần vào shop nữa. Và lúc đó thật sự chúng ta có thể chỉ là mua đồ của shop thôi. Còn về kiến thức kinh nghiệm, thật sự mà nói cái này chúng ta không hay hơn ai hết. Giống như mỗi một môn chơi, mỗi một người chơi và mỗi một cái hồ, chúng ta sẽ có một cái nhận thức khác nhau. Thật sự nếu như bây giờ, nếu như anh chơi, anh có một cái tìm hiểu của anh chơi tập trung hơn thì cái hồ nó sẽ khác. Và cái sự hiểu biết của anh, cái sự chăm sóc của hồ của anh, nó sẽ có những cái riêng biệt của mình, kiến thức của anh riêng biệt của mình. Nó chứ không phải giống như là ra trước ra sau đó, mà do cái sự tìm hiểu trường tồn của mình, cái kiến thức của mình. Nó cái sự như là mình tìm hiểu mỗi con chuyên môn của nó là nó khác nhau hết. Đó nên cái này mình chỉ cần chơi khoảng cả 6 tháng hơn thôi, mà chúng ta chịu tìm và học hỏi thì hầu như chúng ta đã biết hết rồi, hầu như biết hết về những cái cơ bản của nó. Đó rồi từ từ cơ bản đó chúng ta sẽ hình thành là những cái nâng cao hơn vậy thôi. Quá hay luôn. Dạ. Ok các bạn, đây là hai vợ chồng ha. Dạ. Xong kiếm hợp bích luôn, phải nói là nếu mà chơi được cái nào á, chơi á mà có vợ hoặc chồng ủng hộ á là nó sẽ tốn tiền dữ lắm. Dạ. Tại thường thường á muốn chơi vợ nó cản hoặc là chồng nó cản lại thì nó đỡ tốn chút, còn vợ chồng mà xong kiếm hợp bích tốn tiền dữ lắm. Cả hai đều đồng lòng hết. Cho nên là hôm nay phải nói là rất là vui khi mà tới Unafis và nghe Bé Tú cùng với lại Tuấn Con giới thiệu, coi như là rất là nhiều cái chia sẻ hay, nhiều cái tâm huyết, coi như là chia sẻ mà lúc đầu là cũng nói là không có biết nói cái gì, nhưng mà sau khi mà mình trò chuyện rất là đơn giản thì phải nói giống như là mở lòng ra nói thoải mái luôn. Rất là hấp dẫn, rất là nhiều đam mê ở đây luôn. Thì Tú và Tuấn thì nói là hiện nay là tại cá xuất đi nhiều lắm rồi, cho nên là
thứ mấy nha? Dạ mình hẹn lại thứ ba tuần sau. Thứ ba tuần sau cá nhập em sẽ về rất là nhiều. Thứ ba tuần sau cá nhập về rất là nhiều thì mình sẽ qua đây mình làm phiền tiếp. Dạ. Mình sẽ quay cho các bạn coi nhiều cái dòng cá mới lạ đặc biệt. Dạ. Và nó cũng dạng hiếm đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Dạ. Rồi với những cái chia sẻ nãy giờ của ba anh em tụi mình thì hy vọng các bạn xem clip vui ha. Có thể thu thập thêm một chút xíu kinh nghiệm gì đó cho bản thân. Nếu mà ai đam mê thì có thể liên hệ với lại hai bạn chủ shop ở đây. Dạ. Rất là nhiệt tình, rất là chu đáo luôn. Dạ. Hiểu biết cũng cặn kẽ mọi vấn đề, có thể giải đáp cho các bạn luôn. Ok. Dạ. Bye bye mọi người ha. Chúc mọi người xem clip vui. Bye bye. Dạ. Dạ. Bye bye.